Như vậy bạn thấy sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong Zen Framework thì nó trả về cho chúng ta một loạt các cái sụt nguồn. Mình sẽ thêm cái sụt code này vào trong Visual Code. Chọn Open Folder và mình sẽ chọn tới Zen Framework mà mình vừa tạo. Ở đây mình chọn Zen Framework và chọn Select Folder thì tiến hành import các cái folder vào trong cái Visual Code. Như bạn thấy, ở đây chúng ta có các cái thư mục này gồm có config, data, module, public, vendor và các cái file cần thiết khác. Thì giới thiệu các cái cấu trúc thư mục như sau. Config nó sẽ quản lý cấu hình của ứng dụng. Thư mục data là nơi lưu trữ tạm của các cái file như là cache rồi lưu phiên làm việc trong quá trình mà ứng dụng của chúng ta đang chạy. Tiếp theo là thư mục module. Ở đây thì module này chứa các ứng dụng mà chúng ta sẽ tạo ra, bao gồm cả controller, module, đồng thời có những config khác cho từng module. Mình mở thư mục module thì bạn thấy có một module đó là application. Thì application này chính là một cái module mặc định mà Zen Framework đã xây dựng sẵn. Tiếp theo, mình có thư mục là public. Thì thư mục này sẽ chứa các sụt nguồn bao gồm các HTML, CSS và CSS. Và một thư mục khác đó chính là vendor. Thư mục vendor sẽ quản lý các thư viện mà chúng ta đã cài đặt, và Zen Framework cũng chính nằm trong thư mục này. Như bạn thấy thì ở đây chúng ta có một số các thư viện này, và Zen Framework là thư mục chứa các sụt nguồn mà chúng ta đã cài đặt ban nãy. Bây giờ làm sao để mà chúng ta có thể chạy được ứng dụng này lên? Bạn thấy thì rõ ràng chúng ta đang đặt ở trong thư mục htdoc. Thì bạn có hai cách chạy như sau. Theo cách mặc định, nếu để trong htdoc thì bạn trỏ vào localhost, rồi duyệt tên folder nằm trong localhost của chúng ta. Thì mình đang đặt tên là Zen Framework, cho nên mình gõ là localhost duyệt Zen Framework. Tiếp theo, để mà chạy được á, thì bạn duyệt vào public. Bạn nhìn thấy là trong thư mục public có một file là index.php. Mình vào public file index.php này nó sẽ thực thi. Và mình gõ enter. Như bạn thấy, nó đã xuất hiện một màn hình là Welcome to Zen Framework, chứng tỏ là bạn đã cài đặt Zen Framework thành công. Hồi nãy ở đây mình có nói một thông tin khi mà các bạn cài đặt Develop Tool á. Ở đây nó hỏi bạn là bạn có muốn install Develop Tool 3 hay không á. Thì ở đây mình đang chọn Yes. Mình đang chọn Yes ở đây ha. Thì nó sẽ phát sinh cho bạn là cái thanh Tool 3. Thanh Tool 3 mà mình đang rê chuột vào đây. Trường hợp mà bạn chọn No á, thì nó sẽ không xuất hiện thanh Tool 3 này cho mình nha. Tuy nhiên vì mình sẽ tiến hành học cơ bản, cho nên bạn nên cài đặt thêm thông tin này vào. Rồi, đây là một cách chạy đối với framework của chúng ta. Để thực hiện cách 2 á, thì bạn mở cửa sổ CMD. Tuy nhiên là mình sẽ đi vào project và mở cửa sổ CMD ở đây. Ban nãy mình cài đặt, còn cửa sổ PowerShell mình chưa đóng lại đúng không? Bạn có thể chạy trực tiếp ở đây. Rồi, ở đây mình sẽ gõ lệnh như sau: php-s. Rồi, tiếp theo là địa chỉ IP của localhost thì mặc định nó là 127.0.0.1 và port mình sử dụng ở đây là port 8080. Tiếp theo bạn gõ lệnh là -t. Rồi public. Mình sẽ truy cập vào thư mục public và chạy file index.php bên trong thư mục này. Và mình gõ là index.php. Lúc bây giờ mình chọn enter. Như bạn thấy, nó báo là PHP version 7 của mình đang start và listen ở localhost port là 8080. Ở đây bạn có thể tiếp tục chạy project. Để chạy thì bạn có thể gõ trực tiếp là localhost port mình sử dụng là 8080 và mình nhấn enter. Đó. Vì mình đang start chế độ là develop tool ở đây, cho nên mình có thể gõ địa chỉ trực tiếp là localhost 108080 bọn mình đã sử dụng, hoặc là bạn có thể gõ địa chỉ IP là 172.0.0.1. Đó. Như vậy bạn thấy thì ứng dụng của chúng ta đã chạy, và có hai cách như mình đã giới thiệu là vào trực tiếp trong thư mục framework HTTP public, còn cách thứ hai là bạn cho nó một cái địa chỉ IP
và chạy trực tiếp trên cái chế độ này. Ở đây có một module đang chạy, đó là Welcome Zen Framework. Thì module đó là module mặc định và mình và đó chính là application này. Để chạy bạn có thể gõ địa chỉ như sau: application.index. Thì bạn thấy ở đây địa chỉ mình gõ chính là tên của module nằm trong thư mục module và một cái function bên trong nó. Thì nếu mà trường hợp bạn gõ một module không tồn tại, ví dụ mình gõ module tên là test, đường dẫn này không tồn tại thì nó sẽ trả cho bạn một trang là 404, là trang không tìm thấy. Thì ở bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra một trang mới tương tự như application. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.